Chúa ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Giuse Đinh Khắc Thiện, Lorenzo Nguyễn Trí Toại, Maria Đỗ Thị Liệu, Maria Nguyễn Thị Phương Thảo, Rosa Vũ Thị Thành. Ông bà Phạm Tất Đạt, linh hồn Maria Trần xin tạ ơn. Ông bà Thành Tuyết xin ơn bình an cho Đặng Đức. Và cầu nguyện cho linh hồn Vinh Sơn Nguyễn Văn Chí. Chúng ta cùng hiệp ý dâng thánh lễ này để cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban xuống cho mỗi người chúng ta, cũng như gia đình và giáo xứ. Chúng ta dành giây phút này ăn năn thống hối, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Ezekiel. Đức Chúa phán với tôi như sau: Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều ta sắp nói với ngươi. Đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy. Mở miệng ra, ăn cái ta sắp ban cho ngươi. Tôi nhìn thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi. Bàn tay đó cầm một cuốn sách, rồi mở ra trước mặt tôi. Sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa. Đức Chúa phán với tôi: Hỡi con người, thấy gì cứ việc ăn. Hãy ăn cuộn sách này rồi đi nói với nhà Israel. Tôi mở miệng ra và người cho tôi ăn cuộn sách ấy. Người lại phán với tôi: Hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuốn sách ta ban cho người đây. Tôi đã ăn cuộn sách và nó ngọt như mật ong trong miệng tôi. Bấy giờ người phán với tôi: Hỡi con người, hãy đi đến với nhà Israel và nói với chúng những lời của ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Lạy Chúa,
con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Tuân theo thanh y Ngài, con vui sướng hơn cả được tiền rừng bạc bê. Vâng, thanh y Ngài làm con vui sướng thỏa thuê, chỉ bảo con như những người cô vân. Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Thanh y Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con ha miệng và con hợp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài. Lạy Chúa, Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé nhỏ mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời sẽ không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Nếu may mà tìm được thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em, khi các môn đệ hỏi Chúa Giêsu ai là người vĩ đại trong vương quốc của Ngài, thật ra đây là một câu hỏi nói về mục đích của con người. Và Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hai điều. Điều thứ nhất là việc cần phải trở nên như trẻ nhỏ, và do đó sẽ được trở thành người vĩ đại nhất trong vương quốc của Ngài.
chúng ta thấy nơi trẻ nhỏ có ba phẩm chất tuyệt vời, khiến trẻ nhỏ có thể là biểu tượng của những người công dân của nước trời. Thứ nhất là sự khiêm nhường của trẻ em. Thứ hai, sự phụ thuộc của trẻ em. Và thứ ba là niềm tin của trẻ thơ. Vâng, quý ông bà và anh chị em, sự khiêm nhường của trẻ em là một bản năng tự nhiên khi còn trẻ. Chúng ta thấy đôi khi chúng ta sẽ bị mất đi nhân đức này khi chúng ta trưởng thành. Và đấy là điều mà Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta, hãy trở nên như trẻ nhỏ để cái bản năng tự nhiên về sự khiêm nhường của con người sẽ tiếp tục nâng đỡ, giúp đỡ chúng ta trong cuộc sống. Sự phụ thuộc của trẻ em cũng là một điều rất tự nhiên, vì như chúng ta thấy, một em bé sơ sinh, nếu không có bố mẹ, nếu không có con người, những người lớn để chăm sóc cho nó, thì chắc chắn nó sẽ không thể nào sống sót được. Và chính vì sự phụ thuộc đó mà chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua tha nhân, qua những người làm cha làm mẹ, để chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa nơi đời sống của trẻ thơ. Và sau cùng, niềm tin của trẻ thơ là sự, cũng là sự phụ thuộc và tin tưởng nơi bố mẹ qua những nhu cầu cần phải được đáp ứng. Chính Thiên Chúa cũng đã đáp ứng cho chúng ta trong niềm tin của chúng ta, dẫn dắt chúng ta để chúng ta là con cái của Ngài, nhận biết ra được chính Ngài là Thiên Chúa và Ngài là cha của chúng ta, sẽ giúp đỡ cho chúng ta và chúng ta biết tin tưởng và không nghi ngờ trong sự quan phòng của chính Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em, sự khiêm nhường của một trẻ thơ là khuôn mẫu hành vi của chúng ta với tư cách là những người theo đạo, là những người con của Thiên Chúa. Đấy chính phải là khuôn mẫu thái độ của chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với tha nhân. Chúng ta cần phải trở nên giống như trẻ thơ để chúng ta có được tinh thần sẵn sàng phụ thuộc vào Thiên Chúa. Và chúng ta cần phải chỉ như trẻ thơ để chúng ta sống khiêm nhượng và tin tưởng vào Thiên Chúa cũng như tha nhân. Không phải ai xa, đấy chính là ông bà, cha mẹ, vợ chồng, những người thân thương của chúng ta nhất. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó mọi loài thụ tạo phải phụng thờ Chúa. Mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi, và các thánh đồng tâm chúc tụng. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa.
xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm màu là mình và máu Đức Kitô. Xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.